mọi người ơi, xin chào. Nhân dịp đầu năm mới, mình xin kính chúc mọi người, cô chú, anh chị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nha. Hôm nay là ngày ba tây đó, mình có hẹn ăn trưa chung với lại các chị trong team Phượt. Nãy giờ mình ngồi trên này mình chờ các chị tới, bây giờ các chị tới rồi nên mình xuống để đi ăn trưa chung với các chị rồi đi dạo phố. Có gì hay thì mình quay cho mọi người coi nha. Từng phần cơm ngon quá à. Này là cơm với lại cá sống. Một mâm như vậy là một phần ăn đó, một phần ăn khoảng chừng ngàn, cao nhất là 1.400. Ở đây là đồ giả nha. Này đồ giả nè, mà nhìn làm giống như đồ thiệt vậy. Cái này là đồ giả không á. Mì này cũng là đồ giả luôn. Nhìn giống y như thiệt vậy á. Họ làm đồ giả đẹp không? Tô mì. Okonomiyaki. Chào mọi người. Đi dạo phố nãy giờ rồi, giờ tới giờ ăn trưa nên là các chị em mới hẹn nhau đến, dẫn nhau đến cái tiệm mì Ý này nè. Đó, tiệm spaghetti để ăn trưa. Ăn trưa xong rồi thì mọi người lại đi dạo phố tiếp. Đây là cái món spaghetti mà mình gọi nè. Lâu nó giả sari nó má. Châu ăn là nhiều không châu? Dạ cho em chút chị. Ăn cay nhiều tốt đó. Mình chỉ thích ăn hải sản thôi. Qua năm con. Không vậy nó cũng nhiều cái cục. Nè quay đi nè. Dạ em đang quay. Nhìn ngon quá. Đói bụng quá. Mời mọi người ăn spaghetti. Lâu rồi mới vào cái tiệm này á. Hồi xưa mình đi đâu về mình vào đây nhỉ? Chị cái Phượng thỉnh thoảng hay ghé mà cũng lâu rồi không đi Phượng Hà. Chị nếm mấy. Rồi, hồi đó không biết đi đâu ghé. Bình thường em không bao giờ vào tiệm chưa có ăn này nhỉ? Ừ. Men với chi dừa. Bình thường spaghetti phải bỏ nhiều chi dừa. Cũng may mình không thích mấy. Mình ăn spaghetti bị mập á. Men thì mình ăn ra mèn nhiều mình cũng bị mập dễ. Có tầm cái suy ra. Sao? Sao cái này nhiều vậy? Chính là cái này. Chính là cái này. Chính là cái này. Chính là cái này. Mình rất là thích ăn hải sản. Đi đâu mà đi đâu mà có hải sản là mình thích lắm. Đúng rồi. Đây, ăn thịt nè. Ăn thịt gì nó ăn thịt nạc, được ăn thịt mỡ. À, bữa ra cho này, nhịp. Ăn spaghetti xong rồi mọi người ngồi thưởng thức cà phê.
Cái này là cái gì? Brand đồ Kohi hả? Brand đồ Kohi. Mẹ bấm cái mà không uống rồi vất tiền đưa tên hứa. Ôi ôi. Uống cái này ngon này, uống cái chị Phượng ngon này. Mời mọi người uống cà phê. Cái này uống đỡ. Đổ hết đâu đi, sao mà mỗi người mỗi sở thế. Hôm nay cái tiệm giày ở ngay chỗ này nè, nó sale thiệt là đỏ luôn, 50% sale luôn. Giày hiệu á nha, quá trời người luôn nè, mà không có nhiều size đâu, chỉ là có cái size, những cái size còn lại thôi. Thường mấy ngày đầu năm người ta sale đỏ hết luôn, nên là người đi shopping cũng nhiều. Mình hả, đứng ở trong đó mình bị ngợp quá nên là mình phải đi ra, mình đứng góc này chờ mấy tình yêu của mình shopping xong rồi lại đi tiếp. Ở trong đó đông người quá, mình ngợp, mình không thở nổi luôn á. Đi dạo phố xong rồi bây giờ đi tới đây để ăn kem. Mấy ngày này đi tới đâu cũng phải xếp hàng thiệt dài luôn á, đông lắm. Mình thích ăn cái tiệm kem này lắm nè, rất là ngon. Để coi cái tiệm kem này tên này nè, Baskin Robbins. Coi này, người ta xếp hàng quá trời luôn chưa. Cái chỗ ngồi cũng rất là khiêm nhường đó. Chỗ chỉ có nhiêu đây thôi nè, chỉ có ba cái bàn thôi à, rất là khiêm nhường. Đây là cái trung tâm game center. Ngày xưa con mình còn nhỏ là mình hay đưa tới đây chơi lắm nè. Bây giờ thì nó đi chơi một mình thôi, nó không có cần mình nữa. Đây là cái món mà mình thích nè. Nó tên là Popping Soda. Mời mọi người ăn kem. Khát nước quá luôn. Ga Kawasaki vào lúc gần 6 giờ tối. Người nườm nượp luôn. Ga Kawasaki cũng là ga lớn đó. Đi yoga rồi nhưng mà xe điện bị tai nạn nên là xe dừng hết, không có chạy. Bây giờ phải đứng chờ hoặc là đi ra để đi tuyến xe điện kê kêu ở phía bên kia, đi bộ hơi bị xa. Bây giờ phải làm sao đây?
Rồi mấy ngày Tết mà tại sao lại xe điện lại có tai nạn vậy ta? Bây giờ là người ta phải xếp hàng để đi ra ngoài trả lại vé để đi qua tuyến xe điện khác á, xếp hàng thiệt dài luôn nè. Còn ở dưới đường ray xe điện á thì trống trơn à, không có ai hết á. Đi đây nè. Trống trơn luôn, không có người, nhiều người đứng xếp hàng ở dưới đó, xe điện cũng dừng luôn. Đây là cái cặp Kadomachi nè. Cặp Kadomachi này á là phong tục của người Nhật á, là ngày Tết á, họ để một cặp giống nhau ở đằng trước cửa nhà, cửa hãng. Ở đâu nhà không có để trước cửa hãng hay là những cái chỗ mà trung tâm mua sắm này nè. Đó. Có ba cây tre thẳng đứng lên. Ở dưới này á, là có cây này giống như là cây thông vậy đó. Đó, bên kia cũng có một cây giống y như vậy. Tên của nó là Kadomachi. Cái cặp Kadomachi này, cái nghĩa của nó là đón Thượng Đế, đón Thần Thánh vào nhà đó. Lúc trưa là mình ăn trưa ở cái tiệm spaghetti của Ý nè. Giờ mình đi một vòng, đi dạo phố đã đời rồi, mình định lên xe điện để mình đi về. Nhưng mà hả? Xe điện bị lủng lớp rồi. Xe điện đâu có lớp đâu mà lủng, nói đùa thôi. Xe điện bị tai nạn nên là xe điện dừng lại không có chạy về, nên là mình phải đi lên đây dạo để ăn tối xong rồi mình mới đi về. Bây giờ là chuẩn bị vô trong cái quán này nè, Kappa Sushi, là sushi á, ăn sushi á, để ăn tối xong rồi chờ xe điện chạy trở lại rồi mình đi về. Ở cái tiệm này á, có cái đặc biệt á là cái chiếc xe điện này nè, chiếc xe điện này nè. Đó. Nó mình kêu món đồ ăn á là nó sẽ chạy ra, nó đem đồ ăn ra cho mình, chứ nó không có chạy vòng vòng như những cái tiệm khác. Những cái tiệm khác á thì những cái dĩa đồ ăn nó sẽ chạy vòng vòng. Đấy. Còn cái tiệm này á, cái cặp bà sushi này á thì nó đem mình chiêu mon trên cái máy tính á, xong rồi cái nó chạy ra, nó để trên cái Shinkansen đó, nó chạy ra, nó giao đồ cho mình. Ăn đi chị, ăn đi, cứ gấp tự nhiên. Ủa? Cái này oxyso này mà không biết ngon không nhỉ? Nhìn ngon quá. Quay mặt được không chị? Được. Nhìn ngon quá. Em để trái tim. Đấy. Mang đến cho mình rồi đây. Đấy, vừa mới xong chuyến này là bắt đầu nghĩ tới chuyện lập kế hoạch để phượt chuyến kế tiếp. Đúng ý nghĩa của tim phượt luôn. Chuyến kế tiếp là sẽ đi tới đâu đây? Bây giờ xe điện đã hoạt động lại rồi nên là đi ga để đi về. Cũng 8 giờ rưỡi rồi. Hiện tại là 8 giờ rưỡi tối rồi đó. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo nha.